cháy một nhà máy đóng giày tại Giang Tô, tên tỷ Giang Tô. Một nhà máy đóng giày ở thành phố Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông của Trung Cộng đã bị cháy, khói bốc lên đèn kính bầu trời, có thể nhìn thấy từ xa tới 5 cây số. Vụ hỏa hoạn đã đe dọa tới nhiều căn nhà lân cận, các tòa nhà công xưởng và các đường dây điện. Các nhân viên cứu hỏa đã tới hiện trường ngay lập tức sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp và đã vật lộn với ngọn lửa từ năm hướng. Ngoài ra, họ đã phải cầu viện tới các nguồn nước lân cận để dập tắt ngọn lửa, cùng với nước có sẵn trên xe chữa lửa vì không có vòi nước nào được tìm thấy trong nhà máy. 90 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Khu vực đã bị phong tỏa. Một cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiến hành.